Con no mẹ ăn thêm nữa không? Không. Đâu. Em tên là Nguyễn Tuấn An, học sinh lớp 11A2 ở trường Trung học phổ thông Đức Lân. Em 16 tuổi ạ. Còn mẹ em là Phạm Thị Thơm, nay 52 tuổi ạ. Chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống thôi ạ. Sáng sớm dậy em thay đồ rồi em đun nước pha mì cho mẹ. Nếu mà để cho mẹ tự pha thì mẹ có thể là không ăn và dần đến nhịn. Mong muốn của em là em có thể học giỏi, rồi em và mẹ sẽ có sức khỏe, rồi em sẽ có một công việc ổn định để chăm sóc mẹ càng quãng đời còn lại.